Dàn mầm đụm đi. Trông có đầu là có đầu con cây quá. Dàn mầm đụm nè. Đây này này. Móc cả đây này. Đấy. Đây cây này. Tóc là giờ dày đen chết rồi. À. Đây là cây quế. Cây quế này, bẻ cái cẫng này. Lá quế này. Cái này ăn được luôn. Cho sạch sạch cái cẫng này ăn luôn. Cây cây chát chát. Tuy cây cây nào nhiều dầu thì không chát mà. Cây này chát lắm. Cái nào nhiều dầu thì cay phải vật luôn. Nên mình ăn đũm đi. Đũm á? Gọi là mầm đũm. Đúng. Đây này. Đây là cây của nó này. Đây này, nhưng phải chọn cái mập cơ. Cái này hơi gầy. Ui, kia rồi. Kia rồi. Để lên bẻ nhá. Trèo lên một tí. Ôi trời ơi, ăn thì mới biết. Hương vị đặc biệt. Đây, nhìn rõ chưa? Ý. Cháu ngã lòi mắt. Gai lắm. Ui, trên kia có ngọn to cực. Bẻ, bẻ, gập này tước luôn. Mầm đũm này không phải là đơn giản mà kiếm được đâu. Vẫn gai lắm. Rồi. Bỏ cái gai này đi. Ây. Nó gai ken ken mà ấy. Bóc ra đã. Rồi. Đấy. Một mầm. Nào ăn không? Cho mẹ nào cầm để đi bẻ tiếp nhá. Mẹ nào ăn được? Gai đấy. Không biết ăn không ăn được đâu. Trên này có mấy cái ngon cực luôn. Mình phải treo lên đây. Đây. Để đây nó bẩn đi. Đây này. Mập cực. Ây. Ui, ở trong giữa kia có một ngọn ngon cực. Nhưng mà này mà có dao thì tốt. Cái cây này gai nó ken ken luôn. Gậy đi, gậy đi. Au. Ngon. Xong rồi. Phi xuống nha. Lao đâu? Nào đây. Chịu. Rơi chưa? Tôi chết rồi. Lấy được mà. Ừ, lấy được là được. Ở đây bẻ thêm cái nữa. Cái ở giữa này mới là cái ngon nhất này. Mập cực kỳ luôn. Dẹp ra mấy đứa. Dẹp ra. Đây, đâu nhở? Camera thì khó nhìn. Đây. Thở vào đây ngoắc. Nó lắm cái này. Để bẻ được từ dưới. Ai, xong. Cố lên. Chắc nhiều người cũng được ăn đũm. Quá ngon. Ai. Ui, cái này nó mắc vào áo. Xem trên này có nữa. Ui, đằng kia nhiều lắm. Phi thử. Nào đợi bố tí nha. Chỗ này chăn trâu đây. Trên này. Mùa đông này cây chó đẻ này khô hết rồi.
Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đâu rồi? Đây, ở kia. Đâu? Ở đây coi. Đây. Rồi. Bị ném treo đây à. Chén nè. À! Rồi. Ngọn nữa đâu. Đây. Ba ngọn đũm nha. Ngon. Ăn đi. Ngọn này chát hơn. Nhưng mà ngọt. Ăn đi. Nó chát lại còn ngọt. Ờ. Không có tiền không mua được đâu. Chán à? Phải ăn quen mới ăn được, ngon phết đấy. Ngon ác. Ừ. Không, vì ngon ác, nhưng mà nó chát. Bao nhiêu năm mình mới được ăn ạ? Phải đơn giản không? Tiền không được ăn rồi đấy. Ừ. Còn lại nữa. Bao nước. Ừ. Ngọn ngon á. Có những ngọn mà có những ngọn nó non mà cái loại màu đỏ tịm ấy, nó ngọt. Ngọt nhiều hơn này. Không chát tí nào. Khi mà bẻ ra nhá, mà nhìn cái thân này nó càng trong là càng ngọt. Đây hơi đục đục này. Nhưng mà có nào ăn thế thôi. Bỏ cái đoạn kia hơi phí, nhưng mà đoạn này khó bóc. Ngọt làm lông chán nhỉ. Ừ. Ăn nha. Mèo ngoan nữa đúng không? Có. Ngon. Ăn miếng dài mà cái này không chát đâu. Chát. Chát mà. Hơi chát à? Ừ, chắc không ăn quen chát. Ăn kiểu như táo chua, táo vừa chua vừa chát ấy, táo xanh ấy. Táo mèo à? Táo xanh, táo xanh không, táo bình thường táo xanh. Loại táo chua gì? Ừ, nhưng nó còn xanh ấy. Ừ, còn chua không? Nhưng cái này ăn cũng được. Đây, cây nó đây. Ừ. Dạng dây á. Đây cây dạng hơi dây dây. Mọc rất nhiều gai. Thế mà nó ra cái hoa đỏ. Chín ăn ngọt lịm. À. Đây còn một ngọn nữa hả? Ừ. Ừ. Bụi này hơi chát. Ngon ạ. Trên rừng núi à. Có lên đỉnh cổng dài này xem không? Ừ. Trên này làm. Ừ. Chỗ này vượt lên là như cái yên ngựa rồi. Hai bên này đều là đồi cao, ở giữa hoa cái đường ít người đi lắm, đi cái đường này hầu như chẳng gặp ai bây giờ. Có anh thả trâu này cũng chả thấy người đâu. Ngày xưa đi học là vòng lên đến đây xong cứ xuôi xuôi cái đường nó giống như này, tít hút xuống dưới kia đi xe đạp chứ, đường này đi xe đạp tốt. Vòng ra kia đi khoảng cây rưỡi nữa thì ra đến đường nhựa. Đi tiếp không? Thôi, làm ngủ rồi. Về. Ngủ rồi, để quay về nhá. Nào đi khám phá thế thôi. Ngon lắm. Đâu bác cứ xuống trước đây nhá. Đâu nhỏ ở đây. Món ăn đặc sản búp đũm. Gai đâm lòi tay ra đây. Đây. Cây này nhá. Ngọn này. Phệt nó xuống đây. Đũm thì gai thế. Đâu đây. Đấy, trông nó như này. Gai lắm. Chặt luôn được ngọn. Hôm nay nhà một tay hơi khó ăn. Đây rồi. Đây.
này. Vãi trưởng. Thôi để bóc lại nhá. Rồi. Kết quả đây rồi. Mới. Đó. 10 năm rồi mới được ăn. Mới nhá. Ngọt lắm. Hơi chát chát. Ngon lắm. Rồi. Đây có 3 ngọn. Nhưng mà không mập lắm. Càng mập ăn càng thích. Đây có 2 ngọn. Đây 1 ngọn.